Một chị thịt tiên đẹp quá. Hello, xin chào mọi người. Do năm nay là mình đi học thêm mù chữ nữa, nên là mình không có thời gian để nuôi nhiều gà rừng F1 nữa. Trước mắt chúng ta đây là một chú gà rừng giặc mã đỏ. Do một số phản ánh của mọi người nói rằng là mình học hết lớp mới mà sao nói ngọng vậy, nên là mình chỉ học hết lớp nam thôi, nên là mình đi học thêm mù chữ nữa mọi người ạ. Nên là năm nay là mình không nuôi được nhiều gà rừng F1 rồi. Nuôi được nhiều nhưng mà chỉ là những con F2, F3 thôi. Những con đấy là trong thời gian đó thì mình có hướng dẫn vợ một chút, nên là vợ nhà nuôi. Với lại là thỉnh thoảng mình cũng có về nhà nghỉ mấy hôm nữa. Đó mọi người ạ. Đây nhá, sáng nay là mình vừa đi cắt cỏ về cho gà ăn nữa. Gà thì phải cho ăn cả rau cỏ đấy nhá mọi người. Mình thì cũng có đi học qua cao đẳng chính quy về chăn nuôi rồi, nhưng mà mình cũng không dám tin tưởng để dạy cho mọi người. Bởi vì là người ta có câu nói là núi cao càng có núi cao hơn, nên là mình không dám làm nhiều video hướng dẫn mọi người nuôi gà F1 hay là thuần gà F1 như một số người ta nữa. Đó mọi người ơi, nuôi F1 thì nó hơi khó một chút, chứ nuôi F2, F3 như nãy vậy thì cũng đơn giản ấy thôi, nó không quá là khó. Còn hôm trước thì có một số anh em có nói là sao học qua lớp mấy mà nói giọng ngọng thế, thì mình cũng đâu có muốn nói như vậy đâu, nhưng mà thực ra thì mình cũng hết cỡ rồi. Nói thì đã ngọng rồi, giọng thì lại không được trong nữa, nên là nói thì mọi người khó nghe đó, nên là hơi ngại tí, nhưng mà thôi biết sao giờ. Hôm nay thì ở chỗ mình thì mưa khá là nhiều mọi người ạ, nên là chuồng trại nó cứ ẩm ướt như vậy thôi. Nếu mà đang tính là nếu mà trời nó nắng nóng một chút thì đang tính là sẽ thả cái đàn gà của mình ra ngoài. Và hiện tại thì ở ngoài thì mình chỉ thả giống những con to thôi, còn những con bé mình chưa thả. Hiện tại thì ở ngoài thì mình thả hơn 20 con to thôi mọi người ạ. Còn ở trong chuồng, như cái chuồng vừa đấy mình có quay cho mọi người là mình cũng có bán một vài con đi rồi, nên là chỉ còn như vậy thôi. Còn đây là những đàn mà bé bé mới nở, muộn nhất của tháng 6 mọi người ạ, đầu tháng 6, nên là bây giờ nó mới tầm này thôi. Đó, nhìn nó rất xinh. F thôi nha, không phải F1 nha, F2, F3 liên quan đấy thôi, chứ giờ này không có F1 nữa đâu mọi người nha. Đó, không biết mọi người như nào nhưng mình rất yêu những con gà tơ bé bé và con bé bé xinh xinh như vậy đó mọi người. Ok mọi người ơi, do thời gian này thì mình cũng nói đi nói lại là do đi học một chữ nữa, nên là mình cũng không có nhiều thời gian để quay gà cho mọi người xem mọi người ạ, nên là ít khi ra video cho mọi người lắm đó. Đây là quê mình nhé mọi người, lúc mưa thì rất to nhưng mà lúc nắng thì rất đẹp. Đó, như vậy là mình xin phép dừng video tại đây nhé mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.